Hi, xin chào các bạn. Hôm nay làm cái video này cho các bạn biết cái sự trải nghiệm All Electric mấy tháng nay rồi. Thì ở đây là cái đồ sạc của cái xe Nissan Leaf. Là cái thường là ổ điện 220W. Okay. Nếu các bạn mua xe này á, các bạn phải mua cái adapter này để cắm vô đây, rồi mình mới câu vô đây được. Ok, là mình xài rất là đơn giản. Nếu mà nhà mình có ổ điện 220 để cắm giống như là máy sấy bằng điện á, có cái đó thì perfect, khỏi cần phải bỏ mấy ngàn đồng ra để làm cái đó. Tự làm cái đó cũng mất tiền lắm các bạn. Ok. Rồi đây là chiếc xe Nissan Leaf mà cái video trước đó Hải đã làm cho các bạn thấy. Thì so far trong vòng 2 tháng nay Hải chạy, Hải rất là thích chiếc xe này. Xe này chạy được 150 mai. Thì đối với một người bình thường á thì mình chạy như vậy là đủ rồi. Chạy thì nó cũng rất là thoải mái, tại vì nó nhỏ và gọn. Chiếc này á thì nếu mà các bạn mua á, cái này 2018 mua cỡ 23 ngàn thôi. Đó thì xe này cỡ 30.000 mai. Vẫn chạy còn rất tốt. Nếu mà các bạn chạy xe điện á thì chạy nó rất là giọt nha các bạn. Đạp ga lên á là nó chạy lên rất là mau, nó không phải giống như xe xăng đâu. Thì nếu mà các bạn short ở đó đầy bình á, hãy nghĩ là tốn các bạn cỡ 10 đồng đổ lại. Cho nên nó rất là bèo. Với tiền xăng bây giờ cả 5-6 đồng một galon á thì nó quá mắc. Ok. Xe điện á, sự thật nó không có gì mà để cho các bạn phải thay hết á. Nó không phải giống như xe xăng. Ok. Qua hãy chỉ cho các bạn hiểu cái. Okay. Xe điện á nó không có dầu nhớt gì hết, đâu có không có hộp số gì hết á. Cho nên là các bạn không có sợ. Nhưng mà xe xăng đây á thì các bạn thấy rồi. Máy và bình điện, ống này ống nọ, hộp đủ loại thứ hết á. Nếu mà có hư cái gì là các bạn phải thay. Và rất là đắt tiền. Mỗi thứ mà các bạn thay, thí như bình điện đi là 100-200 đồng dễ dàng. Ok. Timing belt, timing chain, mấy cái đó làm không ở 500-600 đồng. Rồi máy mà mấy cái valve hay rồi nó mà hư một chút quá là mấy trăm đồng, là cộng lại cả mấy ngàn đồng, sửa chữa rất là mắc. Cho nên nếu mà các bạn chạy xe mấy cái xe này á thì các bạn phải chịu khó, phải biết xe một chút thì sửa. Còn xe điện á thì không sửa nhiều, nhưng mà khi đụng chuyện sửa là sửa luôn bình điện. Là thay bình điện đó, là cái đó là mắc nhất. Cho nên là được cái này mất cái nọ nha các bạn. Nhưng mà nói là về trải nghiệm á thì lái rất là vui các bạn. Lái rất là giống như là giọt á. Nếu mà các bạn thích giọt á, đạp xe điện á, giọt đã hơn cái xe xăng nhiều. Xe điện nó chỉ có vậy thôi. Một cục, nó cũng có một cái bình điện nhỏ. Nhưng mà cái bình điện chính nó nằm ở dưới. Xe này không phải là xe Tesla nha các bạn. Cho nên các bạn, cái này là Tesla của những người nghèo. Các bạn, cho nên là nếu mà các bạn thích thoải mái á, mà chạy nó cũng ok á, thì mua chiếc này. Tesla thì các bạn biết là nó đẹp hơn rồi. Và nhưng vậy nhưng mà giá tiền nó muốn gấp đôi luôn các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn trải nghiệm không á, mà mình đi không có nhiều xa quá đó, thì hay mình mua chiếc này mình đi cũng được á. Ok, mà cái đặc điểm của cái xe này á, thì nó đơn giản hơn xe Tesla. Đối với những người lớn hay những người mà không có thành thạo mà về technology á, thì vô xe này không bỡ ngỡ lắm. Tại vì nó vô nó có mấy cái nút nhiều lắm, giống như xe thường vậy đó. Còn xe Tesla nó chỉ có một cái màn hình thôi. Thì nếu mà các bạn mà đú đù á thì các bạn màn hình thì tìm thôi. Các bạn từ từ phải quen mới được. Còn xe này á, thì không có cần phải quen nhiều lắm. Nó rất là đơn giản. Ok. Rồi chút nữa mình sẽ chạy rồi mình sẽ nói tiếp cho các bạn biết nha. Ok các bạn, xe điện cũng bình thường với xe kia thôi. Xe này vô, bấm nút lên. Rồi gear release nè, break ở đây thôi. Break. Rồi cái xe này lít xong lít này bỏ qua đây, để lên. Rồi gear lui thôi các bạn. Đó các bạn thấy không, hệ thống mà nó chỉnh á, cho máy lạnh mà máy nóng này vậy á,
nó rất là đơn giản, nó không có phải cần lên screen để bấm gì hết. Đó, cái mai cái xe này chỉ có cái screen này nó không được đẹp thôi, là nó hơi mờ chút, nhưng mà over chung chung thì nó vẫn ok. Đó, các bạn thấy không, ở sau có hai chiếc ghế để cho hai bé ngồi cũng được nữa, nó không có rộng lắm nhưng mà cũng ok thôi các bạn. Đó, các bạn thấy không, trong xe này, cái xe này nó có được cái là nó có hay lắm, nó gọi là e-pedal. À, nếu mà mình gạt đây á, thì khi các bạn thả thắng ra, thả ga ra đó, thì xe nó tự thắng lại. Đó, các bạn thấy chậm không? Nó chậm lại luôn á, nó tự thắng luôn. Các bạn chạy quen rồi á, các bạn sẽ rất là thích cái này. Tự nhiên là các bạn sẽ không cần đạp thắng nữa. Các bạn cứ biết tầm nó xa cái đó, mình chỉ cần thả ga ra là tự động nó chậm lại rồi. Cho nên nó rất là thoải mái nếu mà các bạn đã chạy quen rồi. Nhưng mà khi các bạn chạy mà hơi mau á, các bạn phải cẩn thận nha. Có lúc nó thắng không kịp á, nó vẫn còn cái chớn á. Cho nên là nếu mà mình chạy trên 40-50 mai á, thì nên để khoảng cách xa hơn. Okay. Do đó là kinh nghiệm Hải thấy như vậy. Cái đó là cái mà Hải rất là thích nhất của cái xe này. Xe điện á, đạp lên á, bây giờ Hải chạy là tới 80 mai á, các bạn thấy đạp cái này nó lên liền à, nó không phải giống như là mấy xe xăng đâu. Cho nên nếu mà các bạn chạy chiếc giống như thằng Tesla này nữa, nó còn bắt mau hơn nữa. Nói vậy thôi chứ xe này á, nó không chạy lại thằng Tesla đâu, đó là nói thật. Chứ không phải là mình có xe này là mình nói xe này ngon. Các bạn, nhưng mà hôm nay á, là Hải với làm này cho các bạn có chút khái niệm về xe điện như thế nào thôi, và sự trải nghiệm 2 tháng qua thì Hải thì rất là thích rồi. Nhưng mà cái xe điện này không phải nó phù hợp với mọi người nha. Cho nên nếu mà mình đi xa hơn cả 200 mai á, mà chạy hoài á, thì nó không có hợp lý đâu. Còn nếu mà 100 mai mà mình đi hàng ngày á, thì tối về mình sạc á, là đủ rồi các bạn, ngày mai các bạn có thể đi được. Cho nên nó rất là tiện. Rồi nếu mà các bạn thích video, làm ơn like và share và subscribe giùm Hải nha. Ok, đội anh các bạn. Gặp các bạn lại lần sau nha.